Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án Forbinner, trụ cột thứ tư thay đổi cách thức hoạt động của ngành nhân sự hiện nay. Chúng tôi đã tạo ra một trung tâm thương mại dựa trên DLT, phục vụ và thay đổi ngành nhân sự và tài chính mãi mãi, và đồng thời các tác động tích cực đến môi trường. Làm việc beta đang trực tuyến để thử nghiệm về các white paper, light paper và các 4P beta. 30% tiền thưởng tối thiểu là 1 Ether, 1 Ether bằng 7.504. Pre-sale là nay kết thúc bằng 11 ngày, 14 giờ và 24 phút. Đóng góp sớm là 38.568.173 đã được bán pre-sale và cross-sale. 50% tiền thưởng, 30% tiền thưởng và 10% tiền thưởng cho 24 giờ đầu tiên. Sau khi hoàn thành mẫu KIC thứ tư, địa chỉ Ether đóng góp được gửi đến bạn từ các miền chính thức user forbinner.io, bấm vào đây để trực tiếp để các danh sách ICO đúng 90 cộng để NIT ICO Market Cap và IPIS Pito các dơ token ISO Watcher, ISO Chicken, ISO Gory, ISO Needs. Trụ cột thứ tư, blockchain dựa nhân sự và EU giải pháp phù hợp. Chúng tôi hướng tới các mục tiêu lâu dài, dài hạn, thay đổi cách thức hoạt động của nhân sự hiện nay. Trụ cột thứ tư, trao đổi quyền cho các cá nhân, quản lý danh tính, lịch sử chuyên nghiệp được dựa trên xác minh, đồng thời các tổ chức trao đổi các tài liệu nhạy cảm, tuyển dụng dựa trên các dữ liệu đã xác minh và giúp giảm lượng carbon, sinh thái và số lượng tài liệu. Tiền từ For đóng góp vai trò giá trị chính kết nối thúc đẩy sinh thái trụ cột thứ tư, công nghệ trụ cột thứ tư và 4P beta, người dùng có thể và đối tác sớm. GGI đối tác chiến lược và phát triển. GGI được thành lập năm 1989, là công ty phát triển nhà cung cấp dịch vụ cloud P2P, chuyên cung cấp các dịch vụ về các chuỗi cung ứng, hóa đơn và các thuế, hải quan, dịch vụ làm việc, đối tác nhân sự, người nhận và con nuôi sớm. Từ năm 1999, dịch vụ công tác đã giành được sự tin tưởng của 3.000 công ty liên tục chọn dịch vụ với việc SA làm đối với nhân sự lâu dài của họ. Đối tác nhân sự và người xin đầu tiên, nhà cung cấp dịch vụ nhân sự lớn nhất Hungary, tự giới thiệu cùng các giải pháp sáng tạo Roman và là hoạt động mệt mỏi cho thành công của khách hàng. Các thông tin tại sao Forbinner, trụ cột thứ tư kết hợp với các số công nghệ tiên tiến và cung cấp giải pháp tuân thủ của EU với 216 triệu nhân viên hoạt động, đó là thời gian giải pháp điện tử DLT tiện ích của châu Âu đầu tiên, đã đến lúc cập nhật ngành công nghệ liên tục 480p lỗi thời và nền tảng trực tuyến hiện đại màu xanh lá cây, đã đến lúc cung cấp cho các cá nhân quyền kiểm soát truy cập và quản lý tài liệu nhạy cảm liên quan đến công việc cung cấp các tổ chức một cách gửi nhanh chóng và rẻ hơn. Đó cũng là thời gian để giải pháp tuyển dụng dựa trên lịch sử công nghiệp và chứng minh, không chỉ trên chỉ xuất với 38% công ty nhân sự họ chuyển sang kỹ thuật số. Liên minh châu Âu cần một giải pháp hóa tài liệu xanh, giảm chi phí và thời gian giao dịch trao đổi tài liệu nhạy cảm 450p, giá trị nhân sự 216 triệu nhân dân, chỉ số nhân viên hoạt động trong EU và người tiềm năng của Peanut Four. Các công ty đang suy nghĩ về việc chuyển sang nhân sự kỹ thuật số 3,3p nhân dân group baby và hiện đang tuyển dụng người. Các chức năng chính của dự án nền tảng trụ cột thứ tư kết hợp với các chức năng độc đáo không được cung cấp bởi bất kỳ ai trên thị trường hiện nay, được thiết kế theo các hướng dẫn của các khuyến nghị quy định của EU về một đồng bộ hoạt động của giao thức xác thực KYC, nhiều ví và hệ thống quản lý tài liệu của các cá nhân và tổ chức.
chức năng nhận dạng kỹ thuật số dựa trên DLT chuyên nghiệp cá nhân, 4 là phê duyệt ký giao chuyển tiếp giao thức và các tài liệu nhạy cảm đích thực, tức là phiếu lương, công cụ tuyển dụng và dựa trên các lịch sử được giao xác minh trên điện tử bản địa form, tùy chọn thu phí for token tiện ích để có về for mã thông báo được sử dụng đây, bạn vĩnh viễn được dưới dạng mã thông báo 100%. For là mã thông báo cung cấp các quyền truy cập vào các dịch vụ liên quan đến xác minh danh tính chuyên nghiệp, đóng vai trò là giá trị chính trong hệ sinh thái dựa trên các mã thông báo phi tập trung. 4 mã thông báo cho đơn vị mạng, mạng càng lớn thì tiện ích càng lớn trong mã thông báo, được thiết kế cho cơ sở tầng blockchain, nó cung cấp phục vụ cho các rất quan trọng cho giá trị. Khi sử dụng mạng lưới trụ cột for với lượng giao dịch mã thông báo for trong vòng phát triển, điều này giao thức thúc đẩy cho việc các thẻ for for mã thông báo được sử dụng trong nền tảng trụ cột thứ tư. Lợi ích sinh thái về các thông tin, theo báo cáo nhà nước và báo cáo rừng của thế giới năm 2011, số lượng gỗ sẻ được loại bỏ và sử dụng cho các sản phẩm giấy là 853 triệu mét khối. Nhu cầu về sản phẩm gỗ và giấy dự kiến sẽ tăng khi các nước phát triển công nghiệp hóa. Điều này sẽ là gây cho áp lực nhiều các hệ sinh thái rừng của chủ tứ tư sẽ giảm việc sử dụng giấy, nó dựa trên các giao dịch blockchain kỹ thuật số. Media giới thiệu về ISO checker, Wetronics, CryptoCoin, Dex, Bitcoin Lưu và một số trang khác. Về đội ngũ có trên 22 thành viên, thành viên với nhiều năm kinh nghiệm, thành viên như Tani Serjun, doanh nhân trong 22 năm, 7 CEO tại Nathan, hiện đang hoàn thành tiến sĩ chuyên phát triển thương hiệu trực tuyến Sales Circle Marketing Online. Một số nhà quản lý, bạn có thể xem thêm chương trình chi tiết về đội ngũ. Chúng tôi có Advisor, đại sứ và sớm chấp nhận trên 22. Jonathan là một nhà văn nội dung tự do, chuyên đi cung cấp các dịch vụ viết và cho các công ty hàng đầu thế giới. David Dake là người sáng lập ra các chủ tịch và một văn phòng gia đình chuyên về các quỹ trên thế giới, tiếp cận về nghìn tỷ tài sản, duy trì trên 50 giám đốc toàn cầu và các đối tác văn phòng gia đình. Về roadmap, khái niệm và pháp lý thuế, các chuẩn bị ISO beta, phát triển các beta, các hợp đồng thông minh, quản trị viên wireless, trực cá nhân, ban hành các nhiều quản trị tài khoản ví và tài liệu cá nhân tổ chức, đồng bộ hóa người dùng ra thức xác nhận KYC, CryptoCoin, CoinKite là bản địa for tùy chọn thu phí bán công khai với các giao dịch trao đổi mã thông báo, kiểm tra nền tảng phát triển giao thức trao đổi tài liệu tuân thủ EU, bắt đầu bán hàng và giao ra mắt các trao đổi tài liệu tuân thủ theo quy định, khởi chạy ứng dụng ví điện thoại Android apps với các kiểm toán tài chính Pinat lần thứ tư năm 2018, V3 2019 ra mắt ứng dụng di động iOS apps với các phát triển về tuyển dụng lịch sử trong công việc đã được xác minh, 2020 phát triển module cho các tổ chức, V2 2020 là kiểm toán tài chính tổ chức Pinat lần thứ tư năm 2019, V3 là khởi chạy module tổ chức, công cụ tuyển dụng cho các khởi nghiệp chạy hệ thống lịch sử công việc đã được xác minh, tổ chức Binance lần thứ tư kiểm toán tài chính năm 2020. Năm 2021 là nền tảng đủ chức năng tích hợp toàn cầu. Các bạn có thể nhập thông tin theo dõi để biết thêm thông chi tiết về For Binance. Trên đây là các tài liệu về light paper, white paper, Q&A, KYC cá nhân và KYC pháp nhân hợp lý. Các bạn có thể biết thêm thông tin chi tiết trên trang web theforpinas.io.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của tôi. Hẹn gặp lại.